Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nhà chung cư, trong đó gần nhất là vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người chết. Mặc dù vậy, tại Văn Lâm vẫn tồn tại những nhà cho thuê 3-0, không lối thoát hiểm, không thiết bị chữa cháy, không có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy. Tòa nhà 5 tầng cho thuê để ở của một gia đình tại xã Tân Quang có 34 phòng với diện tích từ 18m2 đến 30m2 một phòng. Mặc dù đi vào hoạt động đã 3 năm, nhưng hầu hết các điều kiện về phòng và chữa cháy đều chưa được thực hiện. Không có thiết bị báo cháy, chữa cháy nào, mà chỉ có duy nhất một lối đi rộng khoảng 2m được thiết kế cổng để khóa vào ban đêm. Cả chủ nhà và người trọ đều thấy sự nguy hiểm nếu xảy ra sự cố cháy nổ vào ban đêm. Từ hôm xảy ra vụ cháy, tôi cũng cảm thấy lo lắng, nên tôi cũng có suy nghĩ làm sao để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người trong cái khu trọ của gia đình nhà tôi. Có thể mình có gặp những cái vấn đề mà không may như kiểu cháy, mình có chỗ mình thoát hiểm thì nó vẫn cứ tốt hơn mà. Do không được thường xuyên trao dồi kiến thức về phòng cháy, nên cả chủ nhà trọ lẫn người thuê nhà đều chưa nắm chắc về quy trình chữa cháy và biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ. Phòng nhỏ dưới 20m2 nhưng bố trí nấu ăn sinh hoạt khép kín nên rất mất an toàn với các phòng trọ bình dân. Bà Mai Thị Tiền hiện đang trông coi 15 phòng trọ, nói là đã được tập huấn về phòng cháy chữa cháy nhưng thực tế lý thuyết cơ bản cũng chưa nắm được. Thay bằng tình huống phát hiện đám cháy, chi hô chữa cháy và báo lực lượng chữa cháy 114 bằng việc khác. Được biết, chỉ riêng lực lượng công an hai xã Tân Quang và thị trấn Như Quỳnh đã xử phạt vi phạm hành chính trên 500 trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với dịch vụ cho thuê nhà ở và dịch vụ lưu trú. Tuy nhiên, việc xử phạt chỉ để cho tồn tại. Liên quan đến các cái hệ thống phòng trọ, một là cái đường vào cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy là còn ngõ nhỏ, và hai nữa là cái nhà nó còn chưa được kiên cố, nguy cơ cũng sẽ có. Nếu những hộ không đủ điều kiện thì sẽ cho tạm đình chỉ kinh doanh phòng trọ. Ủy ban nhân xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xã làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hộ nhà trọ chưa đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã. Thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn huyện Văn Lâm hiện có trên 4.000 chủ nhà trọ thuê nhà để ở, thì chỉ riêng thị trấn Như Quỳnh và xã Tân Quang đã có gần 800 hộ đang kinh doanh, là hai địa phương có nhiều hộ cho thuê nhất huyện Văn Lâm.